Xin chào các bạn, hôm nay linh kiện điều 3M sẽ sâu hạt một chiếc hộp cái túi Asaki loại mới. Đây các bạn thấy tem mác Asaki này, thương hiệu R nhé. Đây, đây báo thương hiệu Japan AK9992 này. Đó. Đây chiếc túi này nó đang để gập vào xuống rất là gọn. Đấy, bây giờ mình sẽ mở ra để sử dụng cái túi này nhé. Đây, đây là phần đế của nó này. Các bạn thấy có các cái chân này rất là dày, rất là cứng, chắc chắn. Đó. Ok, đây mình sẽ mở xong các bạn xem trước nhé. Đó, các bạn thấy khi mở lên thì túi rất là rộng. Đó, đựng rất là nhiều đồ. Ở trong túi thì có hai ngăn nhỏ, các bạn thấy không? Hai ngăn ở hai bên. Đó, ok chưa? Hai ngăn ở hai bên. Đấy, túi rất là dày dặn. Ở đây nó có một cái sắt này. Ở trong này có một cái sắt này là một thanh rất là cứng này. Đó, rất là cứng. Ở hai bên này đều có hai thanh, mỗi bên một thanh sắt rất là cứng. Đó. Đây túi này nó có cái quai này để các bạn cầm ở tay. Đấy không ạ? Đó. Đây là dây quai đeo. Dây quai đeo thì có thêm một cái miếng này để các bạn đỡ bị đau vai. Đấy, các bạn sẽ đeo cái miếng này vào vai không bị đau vai này. Đấy, móc khóa rất là chắc chắn này, dày dặn này, các bạn thấy không ạ? Đấy, rất là cứng, rất là chắc. Đấy. Đây chiếc túi này mình có thể đảm bảo với các bạn là chất lượng thì rất là bền. Để các bạn nhìn có thể nhìn đường may của chiếc túi này, tem mác này, đế này. Đấy. Các bạn phải đựng rất nhiều đồ trong này, để tua vít này, các loại kìm, dao kéo các bạn lại đứng hết trong này được. Túi rất là rộng, đế rất là dày. Ở đây ở phần này của đế thì có một cái nước cứng này, rất là dày, rất là cứng. Đó, đấy các bạn, túi rất là rộng. Đó. Ok, xin cảm ơn.